Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình xin làm một đề tài là trích dẫn Kinh Thánh và nó như thế nào. Các lối giải thích Kinh Thánh như vậy chỉ có giá trị ở trong nhà thờ, nơi mà người tín hữu chỉ có quyền nghe, không được thắc mắc hoặc nêu những câu hỏi. Nhưng khi nó được đưa vào diễn đàn công cộng, nơi mà các độc giả thì thuộc đủ mọi thành phần và có đủ mọi trình độ tri thức, thì nó lại trở thành ngớ ngẩn, ngây ngô, phi lý. Tại vì sao? Thứ nhất, đoạn Kinh Thánh Chúa tiên đoán sai lầm về ngày tận thế sẽ xảy ra ngay ở thế hệ này được sử dụng từ Generation và dịch sang tiếng Việt Nam là thế hệ này. Amen, say to you. Không có bất cứ một mà cuốn từ điển nào Việt Nam cũng như ngoại quốc diễn dịch từ là dòng dõi tội lỗi như ông BMS đã giải thích. Thứ hai, nếu hiểu thế hệ này là dòng dõi tội lỗi kéo dài từ thời xa xưa khi loài người bắt đầu phạm tội phản Chúa, nghĩa là từ ngày có tổ tiên loài người mà ông Adam và bà Eva phạm tội tổ tông, đến mãi tận tương lai xa vời khi loài người vẫn chưa chịu chấp thuận Chúa Giêsu là đấng cứu tinh của nhân loại, thì sẽ chẳng bao giờ có ngày tận thế. Chẳng cần phải là một nhà tiên tri có Chúa linh ứng và mặc khải, một người có trình độ trung bình cũng có thể khẳng định được rằng sẽ phải chẳng bao giờ có ngày toàn thể nhân loại chịu chấp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu tinh của nhân loại. Cho dù đã có ít nhất 7 cuộc thánh chiến và các tòa án xử dị giáo thiêu sống các nhà khoa học bằng những tội danh tưởng tượng như phù thủy. Thứ ba, như vậy thì tốt hơn loài người không nên chịu chấp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu tinh của nhân loại. Để sẽ không có ngày tận thế, không ai trong chúng ta nếu còn là một con người có trí tuệ lại muốn có ngày khủng khiếp này xảy ra cho loài người. Thứ tư, nếu hiểu thế hệ là dòng dõi tội lỗi muôn đời muôn kiếp như ông BMS giải thích, thì phải hiểu như thế nào về những câu thánh kinh khác Chúa đã tiên đoán sai lầm. Chẳng hạn trong các câu Chúa khẳng định chi tiết ngày tận thế sẽ xảy ra khi có nhiều kẻ đang đứng trước mặt Ngài vẫn còn đang sống, hoặc ngày đó sẽ xảy ra khi thánh Gioan tông đồ vẫn còn sống. Ngày nay tất cả họ đã chết hơn 2.000 năm rồi nhưng vẫn chưa thấy tận thế. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây có những kẻ sẽ không phải chết trước khi thấy nước Thiên Chúa. Luca 9:27-NAB. Đức Giêsu còn nói với họ: tôi bảo thật các người, trong số những người có mặt ở đây có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến đầy uy lực. Đức Giêsu đáp: giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh? Phần anh hãy theo thầy. Và cuối cùng, chúng ta có thể tự hỏi về tính chính đáng của một lời tiên tri về một tương lai xa vời chỉ có thể xảy ra vào khoảng mấy chục triệu năm sau, hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ xảy ra, vì sẽ chẳng có ngày toàn thể nhân loại chịu chấp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu tinh của nhân loại. Có cần phải một đấng sáng tạo xuống thế làm người để dạy bảo về một điều mà thiên hạ chẳng cần phải bận tâm, được các thánh tông đồ nhắc đi nhắc lại nhiều lần để dạy dỗ muôn dân? Tiên tri thì phải tiên tri về điều sắp xảy ra, không phải
về điều còn lâu mới xảy ra, có thể phải đợi đến cả hàng mấy chục triệu năm sau. Những cách lối giải thích như trên tiêu biểu là một lối giải thích theo nghĩa biểu tượng của thần học tự do hiện đại, được tiếp nối bởi phong trào thần học giải phóng. Đó cũng là lối giải thích tiêu biểu của những tín đồ Cato Việt Nam thường hay bắt gặp trong các diễn đàn mỗi khi họ ở Thế Bí. Như vậy, hai cuốn Kinh Thánh Cụ Ước và Tân Ước chỉ là những chuyện thần thoại hoang đường như các chuyện Tấm Cám, Thạch Xanh, Cô Bé Lọ Lem, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, chuyện Con Rồng Cháu Tiên của Việt Nam. Nó cũng giống như các chuyện vớ vẩn, mê tín dị đoan trong dân gian thần thoại cổ Hy Lạp hoặc cổ Ai Cập, hoặc nó cũng giống như các sách thiên mà bất cứ tôn giáo thời cổ đại nào cũng có. Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, tin hay không cũng chẳng sao. Không lẽ cuốn thánh Kinh Thánh chỉ tầm thường như vậy thôi sao? Như vậy thì Cato Roma giáo có cái gì đặc biệt hơn các tôn giáo khác trong dân gian để đặt nền tảng, để hãnh diễn? Tôn giáo này chắc chắn cũng chỉ tầm thường như bao tôn giáo khác đã một thời có mặt trong lịch sử loài người. 3. Chỗ nào theo biểu tượng, chỗ nào theo duy văn tư, duy văn tự. Một hệ quả khác của phương pháp giải thích Kinh Thánh theo nghĩa biểu tượng là sẽ không có một tiêu chuẩn nào để xác định chỗ nào trong Kinh Thánh thì phải hiểu theo nghĩa biểu tượng, chỗ nào thì phải hiểu theo nghĩa duy văn tự. Nó sẽ lộn trùng vèo, chẳng còn luật lệ gì để dạy dỗ hay cấm đoán thiên hạ. Bởi lẽ biểu tượng thì không có tính ép buộc, chỗ nào đúng cần theo, chỗ nào chỉ là hình thức, hiểu theo nghĩa bóng chẳng cần phải theo. Tuyệt đối không có phương pháp hay tiêu chuẩn nào để có thể áp dụng giải quyết khó khăn này. Ai muốn hiểu sao tùy ý. Mặc dù có thể hiểu Kinh Thánh theo nghĩa biểu tượng, người ta cũng bó tay, không biết phải giải thích theo nghĩa biểu tượng như thế nào ở những câu Kinh Thánh sau. Được trích từ bài thư ngỏ kính gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Nguyễn Sâm đã chuyển vào diễn đàn ngày 20 tháng 2 năm 2013. Phục truyền Luật Lệ Ký chương 12 đoạn 2 đến đoạn 7 dạy: phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông thần mà họ thờ. Thi Thiên 137:2.9 phúc cho những ai bắt con trẻ của người Babylon mà đập vào đá cho chết. Samuel 15:2-3 hãy đánh dân Amalek và phải giết mọi súc vật của chúng, nam nữ giết hết, con trẻ, con bú, bò, chiên, lạc đà phải giết hết. Nhất là cuốn Dân Số Ký chương 31 tóm lược Chúa Trời chỉ đạo cho ông Mai-sen mộ binh chống quân Madian. Quân của Mai-sen cướp vàng bạc, kim loại, bằng sắt, bắt hàng 100.000 gia súc của dân Madian đem về chia nhau. Đàn ông và trẻ thơ bị giết sạch hết, nhưng 32.000 cô gái còn trinh bắt về làm quà cho các lính ra trận. Chúa Trời bảo ông Mai-sen nộp cho Chúa súc vật và 32 cô gái còn trinh theo kinh Cựu Ước Ngũ Thư trang 453-457. Do nhóm phiên dịch các giờ phụng kinh phụng vụ thực hiện Tòa Giám mục Việt Nam chuẩn y, Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội cấp giấy phép 2010, bán tại nhà thờ đường Kỳ Đồng, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có mua một cuốn giá 60.000 đồng hết trích. Và đây mình sẽ cho quý vị các bạn xem Kinh Thánh gốc được đăng tải
trên trang Kinh Thánh online là như thế nào? Đây, Môi-se và Ê-lê-a-sa thầy tế lễ làm y như Đức Giê-hô-va. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đấy, đã phán dặn Môi-se vả của giặc còn lại mà quân binh cướp lấy được là 675.000 con chiên cái, 72.000 con bò, 61.000 con lừa đực, người nữ chưa kết bạn cùng người nam nào, hết thảy được 32.000 người, có nghĩa là gái còn trinh đấy. Phân nửa thuộc về kẻ đã đi trận, là cái người binh lính đi đánh trận, là 337.500 con chiên cái. Đóng thuế cho Đức Giê-hô-va, có nghĩa là đóng thuế cho Đức Chúa Trời, là 675 con, 36.000 con bò. Đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 72 con, 3.500 con lừa đực. Và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va 61 con, 16.000 người, người là gác trinh đó, 16.000 người. Và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 32 người. Môi-se giao Ê-lê-a-sa thầy tế lễ của thế làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Mình xin tạm dừng chút xíu chỗ này. Có một các bạn comment cho mình là nói mình là nói bậy, nói bạ, nói tào lao, nói không dẫn chứng, nói không nghiên cứu, nói không trích dẫn, và cho mình là bịa đặt và láo toét. Thì đây chính là Kinh Thánh, mời bạn ấy vào xem lại, và nên hãy thận trọng đọc bỏ tường. Tại vì đạo Công giáo là nó sai từ gốc. Tuy nhiên, trong các tôn giáo, kể cả Phật giáo, đâu đâu cũng có Phật. Phật đó là con người. Con người hiện tại sống và va chạm xã hội thì dễ sẽ dính Phật. Còn đằng này là nó Phật từ Đức Chúa Trời, Giê-hô-va, là cái gốc, cũng tổ, cũng nguồn đạo Kitô. Nên các con chiên vào nghe nên nhớ cho kỹ, đây là Kinh Thánh dân số ký online trang 32, trang 31, trang 30. Hãy vào đó đọc. Tiếp tục, phân nửa kia thuộc về dân Israel, tức là phân nửa mà Môi-se chia ra với phân nửa của quân binh đã đi trận. Phân nửa này thuộc về hội chúng, số là 337.500 con chiên cái. Hình như mình mới đọc rồi. Thì nội dung trong đây á, là cướp, giết, bóc lột và lấy tài sản của những người đã mất, đã chết, để lại sự đau thương, mất mát to lớn, và chia nhau xài, sử dụng một cách bất hợp pháp. Điều này chỉ dạy thế hệ sau này, những giám mục, linh mục, con chiên làm theo những cái loại này. Đây là một điều đáng lên án. Đáng để chúng ta thức tỉnh. Những người vào sau có ý đồ muốn tham khảo thì nên tham dự những cái phần Kinh Thánh như thế này để mà mình tỏ tường. Và điều thứ hai mà mình muốn nói chia sẻ rằng
là kinh Tân Ước. Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự. Khi phá đền Jerusalem thì Đức Chúa Giêsu bị bắt đóng đinh. Và khi chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng thì ông ta đã kêu lên như thế này. Câu 46, Đức Chúa Giêsu bèn kêu lớn lên rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha. Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. Hãy để ý với cái khúc này. Đây là cái câu được chỉnh sửa. Đây là được cái câu được chỉnh sửa trong bản gốc. Câu này đúng của nó là: Cha ơi, sao Cha không đến cứu con? Nhưng đây được chỉnh sửa lại thành câu là: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha. Điều này cũng chưa nói được gì. Tới phiền chồn Chúa. Chôn Chúa xong, có một người tên là Joseph, người ở Arimathê, đã đem xác Chúa về. Đem xác Chúa về. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và sắp thơm. Ngày Sa-bát họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Thì cái ngày này á, thì không ai ở đó trên cướp xác về đem chôn Chúa trong cái hang đá. Rồi nó mâu thuẫn tới sự sống lại. Ngày thứ tư trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mộ mã. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mộ, nhưng bước vào không thấy xác Đức Chúa Giêsu. Đương khi không biết nghĩ làm sao, sẽ có hai người nam mặc áo trắng như chớp hiện ra trước mặt họ. Họ đương thất kinh úp mặt xuống đất. Thì hai người ấy nói rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilê phán cùng các ngươi thế nào. Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Đấy. Hỡi Cha. Con giao linh hồn lại cho Cha. Giao lại trút hơi thở chết. Hôm nay sống lại. Hôm nay sống lại. Họ ở mồ trở về, trao truyền mọi sự ấy cho một người sứ đồ và những người khác. Ấy là bà Maria, Marie Madeleine, Giăng-nơ và Marie mẹ của Giăng-cơ. Gia-cơ cùng các đàn bà khác đi cùng với họ trao truyền vậy các cho các sứ đồ. Song các sứ đồ không tin lời cho lời ấy như là hư không. Dầu vậy, Phi-e-rơ đứng dậy chạy đến mộ, cúi xuống mà dọn, chỉ thấy vải liệm ở trên đất. Đón về nhà lã lùng cho việc đã xảy ra. Nếu Chúa Giêsu mà còn sống bay lên trời, đó là một sự biệp. Bao nhiêu năm các giáo hoàng đi tìm tung tích của Giêsu, thậm chí lật mồ đào mã, lật muốn bay cái đất nước Do Thái lên cũng không tìm thấy đâu.
Một mặt là nói là do Giuđa, người đã phản bội Chúa, đã bán rẻ Chúa. Đây, cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng sự kiện trơ trẽn. Đứa phản Chúa và quỷ Sa-tăng ám vào Giuđa, gọi là Iscariot, là người trong số 12 sứ đồ. Nó đi kiếm các thầy tế lễ cả và các thầy đội để đồng mưu dùng cách nào nộp ngài cho họ. Các người kia mừng lắm, hứa sẽ cho nó tiền bạc. Nó đã ưng thuận với họ, bèn kiếm dịp tiện đặng nộp Đức Chúa Giê-xu trong khi dân chúng không biết. Chúa Giê-xu toàn năng, Chúa có thể biết trước, Chúa có thể làm tất cả những cái sự phép lạ, phép màu, thậm chí chữa bệnh rồi quyền phép nè, câu hỏi về quyền phép nè, ví dụ về người trồng nho nè, Đức Chúa Trời và Sê-va nè, sự sống lại nè, đấng chết con vua David nè, lời trách các thầy thông giáo nè, nói chung rất nhiều. Nhưng cuối cùng bị một tên tông đồ bán đứng mà Giê-xu không hề biết, rất mâu thuẫn. Thưa quý vị các bạn, thì đây là trong cái cuốn kinh Tân Ước. Tân Ước là ước vọng mới, mong ước mới được đã cải chính trọn lọc rất là nhiều lần. Và đây là cuốn kinh Cựu Ước, là cái mong ước cũ, cái thời loạn lạc, chia ly, và những cái trận chiến khốc liệt của dân Do Thái, cho nên được ước muốn quay về với Do Thái để có nhà, có cửa, có quê hương. Đó là mong ước cũ của người Do Thái. Và bản kinh này thì có đủ, hầu hết như là bản kinh này có đủ hơn và có nhiều cái sâu sắc, nói rõ toạc và những cái đức tính của Jehovah cũng như Đức Giê-xu và cũng như 12 tông đồ thời đó. Thì quý vị các bạn có muốn thích nghe hoặc là đọc tìm hiểu thì những cái bài mình trích dẫn ở đây thì các bạn nên cố gắng tìm theo, ví dụ như trang 453 là 453, 457 là cuốn sách. Khi vào trang online thì nó sẽ trang khác. Chúng ta sẽ tìm trong cái Cựu Ước. Tức là cuốn Dân Số Ký, thì chúng ta hãy tìm vào Dân Số Ký nha các bạn. Các bạn cứ vào Kinh Thánh thôi, Kinh Thánh Cựu Ước, Kinh Thánh online, thì trang đầu tiên là Kinh Thánh. Chúng ta sẽ thấy là hai bản tiếng, hai thứ tiếng, một bản là Cựu Ước và một bản là Tân Ước. Cựu Ước nó rất là nhiều. Dù Dân Số Ký, đây chúng ta bấm vô cái phần đọc, hồi nãy trang 32 thì là nằm vô trang 32.
Thì các bạn tìm đọc ra thì sẽ thấy như thế này. Đấy. Bản này còn có thể chỉnh sửa lại rất là nhiều. Thậm chí ra là các bạn có thể đọc trong cuốn, trong cái những cái bản vua, các vua, nhất là vua David. Đó, buổi già của David nè. Adonijah muốn làm vua, David chọn Solomon nói ngôi mình. Thì các bạn, đây cũng là chưa đủ, bản này cũng là chưa đủ nha các bạn. Nhưng mà đó, nó cũng là nói lên một cái đã chỉnh sửa rất là nhiều, cho nên thành ra nó lập hết rồi. Chứ cái bản này rất là dâm tặc mà kinh khủng. Vua David đã già tuổi cao và mặc dầu người ta đắp áo cho người cũng không thể ấm được. Các tôi tớ người nói với người rằng: xin tìm cho vua chúa tôi một gái trẻ đồng trinh, ghê chưa, để hầu hạ vua và săn sóc vua, nàng sẽ nằm trong vò lòng vua thì vua chúa tôi có thể ấm được, ghê chưa. Vậy người ta tìm trong khắp địa phận Israel một người gái trẻ đẹp và gặp được Abisak người Sunem dẫn nàng đến cùng vua. Người gái trẻ này rất là lịch sự, nàng săn sóc và hầu hạ vua, nhưng vua không thân cận nàng. Vả Adonijah con trai Hagit tự tôn mà rằng: ta sẽ làm vua, người sẽ sắm xe và quân kỵ cùng 50 người chạy trước mặt mình. Bản này cũng chưa đủ nói lên cái sự dâm dặc của vua David, bỏ lúc mà thời trẻ của vua David rất nhiều. Sở dĩ mình lăng mang ở trên cái trang nhà kinh thánh như thế này là để chứng minh rằng có tìm hiểu trích dẫn trong kinh thánh rõ ràng, chứ không phải ngẫu nhiên mà muốn làm sao thì làm. Thì các linh mục, giám mục không thể bắt bớ bẻ quẹo được. Nếu một ai đó kiện về những người làm về sự thật về tôn giáo La Mã hay là Kitô giáo, thì những người làm và được đăng công khai đa phần là có trích dẫn chuẩn xác, cho nên không có một thế lực nào có thể bẻ gãy được cái lập luận của những người đã viết sách và đã viết ra những lập luận, đã viết ra những bài như thế này. Cho nên vì lẽ đó mình khẳng định rằng việc trích dẫn là sự thật, là không thể chối cãi, không phải vu bán, vu khống, không phải tự bị đặt. Mình xin tiếp theo để nhận ra rằng các ông thần học cãi lộn nhau trí kế như thế nào về muôn vàng ý nghĩa biểu tượng. Những gì họ bàn thì vô nghĩa, ngớ ngẩn, chẳng ai hiểu nổi. Có thể nói được rằng có 100 nhà thần học thì có 100 ông thượng đế khác nhau. Vẽ người thì khó, nhưng vẽ ma quỷ thì dễ vô cùng. Ai muốn vẽ thế nào tùy ý, nhưng vấn đề xuất phát từ chỗ ai ai cũng tưởng chỉ có mình mới vẽ đúng. 4. Cato Roma giáo đã sai lầm từ hơn 2.000 năm nay. Nếu chúng ta chấp nhận lối giải thích kinh thánh theo nghĩa biểu tượng của thần học giải phóng, thì hệ quả đương nhiên là Cato Roma giáo đã sai lầm từ hơn 2.000 năm nay. Tôn giáo này từ xưa nay chỉ chấp nhận quan điểm bảo thủ của trường phái Duy Văn Tự và đã chính thức cấm đoán lối giải thích kinh thánh theo nghĩa biểu tượng của thần học giải phóng. Chính phong trào giải thích kinh thánh theo nghĩa biểu tượng của thần học giải phóng đã làm mồ chôn trường phái bảo thủ Duy Văn Tự. Như vậy, tín lý giáo hoàng không thể sai lầm trong những vấn đề đức tin và luân lý, đã trở thành ngớ ngẩn và rất khôi hài. Nhiều điểm giải thích của Cato Roma giáo về kinh thánh trước đây thì nay hoàn toàn mâu thuẫn với lời giải thích theo nghĩa biểu tượng. Đó là một trong những lý do để hiểu tại sao Vatican đã mau mắn chính thức lên án và khai tử phong trào thần học giải phóng.
cho dù nó đi theo con đường của Đức Kitô bảo vệ giới nghèo, tạm kết. Trong thực tế, đối phó với những khán giả khám phá mới của khoa học đã chứng minh những điều sai lầm trong Kinh Thánh Cato Roma giáo ngày nay thường hay diễn kịch. Kinh Thánh tùy theo nhiều cách khác nhau, có khi còn mâu thuẫn lẫn nhau, miễn sao có lợi. Cho dù đã chính thức lên án lối giải thích theo nghĩa biểu tượng, mọi cách giải thích đều có những sai lầm đặc thù, đưa đến những hệ quả khó lường ở những đoạn Kinh Thánh khác. Chỗ này thì họ bắt người tín hữu phải hiểu theo nghĩa đen, nghĩa duy văn từ. Chỗ kia thì phải hiểu theo nghĩa bóng, nghĩa biểu tượng. Nhưng toàn bộ Kinh Thánh đều là lời của Chúa, nên không có tiêu chuẩn nào để xác định chỗ nào mới là lời của Chúa, chỗ nào không, và chỗ nào phải hiểu theo nghĩa biểu tượng, chỗ nào phải hiểu theo nghĩa duy văn từ. Có nghĩa có lẽ đó cũng là lý do tại sao Cato Roma giáo có một thời rất lâu dài đã ngăn cấm các tín đồ tự do phổ biến và đọc Kinh Thánh. Ngày nay điều cấm đoán này thì hoàn toàn vô phương. Nếu chúng ta thẳng thắn chấp nhận Kinh Thánh là sản phẩm của con người phạm tục, thường hay sai lầm, cũng giống như bao chuyện thần thoại hoang đường, không phải là lời của Chúa toàn năng, thì những thắc mắc như vừa trình bày ở trên sẽ tự động được giải tỏa một cách thỏa đáng. Bởi vì không có cách hiểu duy nhất nào có thể thỏa mãn được toàn bộ hai cuốn Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Điều này thì thật vô cùng hiển nhiên nếu chúng ta chấp nhận mở mắt ra nhìn và dùng lý trí của một con người có ý chí tự do để suy luận. Tham khảo bài Trần Tiên Long. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn trong clip sau, mình sẽ làm phần tiếp theo nghiên cứu về Kinh Thánh.